Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế trong quý 1 của tỉnh đạt gần 3% là một kết quả phấn khởi cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang phục hồi. Tuy nhiên, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 như kế hoạch đã đề ra, từ 6,5 đến 7% là một thách thức không nhỏ. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành các địa phương phải khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu cao nhất. Theo đó có 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai quyết liệt, Đứng đầu là nhóm giải pháp trọng tâm cốt lõi triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ, chương trình phòng chống dịch Covid-19 năm 2022-2023. Kế đến là tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thống kê, dự báo, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực và quy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào nền kinh tế phấn đấu tỷ lệ quy động vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt 31 đến 33%. Đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao nhận thức hiệu quả trong thu hút đầu tư, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu năm 2022 nằm ở nhóm tốt đến rất tốt. Nhóm nhiệm vụ giải pháp tiếp theo là xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính, các giải pháp đồng bộ trên nhằm hướng đến mục tiêu giúp tỉnh Long An đạt mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm trên 3% và cả năm 2022 trên 6%.